11 Asus RAM A320MK sẽ là một chiếc 11 phổ thông dành cho các anh em đội đỏ, dành cho những chiếc CPU AMD sử dụng socket AM4 nhé. Em này thì sẽ sở hữu 2 khe RAM DDR4 với bus có thể lên đến 3200 với max dung lượng là 32GB. Còn về khe cắm mở rộng thì chúng ta sẽ có 3 khe PCIe, trong đó một khe là Gen 3 X16 này cộng với 2 khe Gen 2 X1 nữa. Sẽ rất là tiện, hơi tiếc một xíu, đúng không? Bởi vì nó chỉ có một khe NVMe mà thôi, nhưng mà bù lại thì chúng ta vẫn có 4 cổng SATA để có thể kết nối ổ cứng dưới dạng SATA nhé. Về phía mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có 6 cổng USB Type A, có cổng LAN này, xuất hình thì có thể qua VGA hoặc là HDMI. Sẽ có 3 cổng để kết nối các thiết bị tai nghe 3.5 nữa nhé. Còn ở mặt trong này thì chúng ta sẽ có 2 cổng fan ở vị trí này này, một cổng nguồn CPU sẽ chỉ có 4 pin thôi. Và đương nhiên thì chiếc mainboard này cũng sẽ không có LED. Những cái cổng cơ bản về fan panel cũng như là các cổng power switch các thứ vân vân thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Những chiếc mainboard dù là tầm trung hay là tầm phổ thông của Asus thì đều cho ra những cái chất lượng build khá là chắc chắn ở phần cứng, thế nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Nếu như anh em quan tâm thì có thể truy cập vào đường link mình để ở phần mô tả của video.